Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về viết tập hợp A, các số tự nhiên lớn hơn 5. Lớn hơn 5, đây, ký hiệu này cho thấy lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10, đây, nhỏ hơn 10. Thì thứ nhất các bạn phải biết số tự nhiên được ký hiệu bằng chữ N sẽ gồm những số sau đây: 0, 1, 2, 3, 4, 5, chấm 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 chấm, vân vân và vân vân. Vậy khi các bạn có số thứ nhất muốn tìm số thứ hai thì các bạn cộng thêm 1, tiếp tục cộng thêm 1 ra số thứ ba, tiếp tục cộng thêm 1 ra số thứ tư. Được chưa ạ? Vậy viết tập hợp A ở đây mình có hai cách viết. Cách thứ nhất là liệt kê, mình sẽ liệt kê trước nha các bạn. Rồi thì số tự nhiên lớn hơn 5 thì muốn lớn hơn 5 thì các bạn cộng thêm 1 ra 6, tiếp tục cộng 7, tiếp tục cộng thêm 1 8, tiếp tục cộng 1 9, tiếp tục cộng thêm 1 10. Nhưng do nó nhỏ hơn 10 nên số 10 này không lấy, các bạn bỏ đi. Vậy chỉ có 6, 7, 8 và 9. Được chưa ạ? Đó là phương pháp liệt kê. Cách thứ hai đó là phương pháp nêu tính chất đặc trưng. Thì ta biết rằng ta gọi x nè, x này là số gì ạ? Số tự nhiên nên thuộc vào n. Và x của mình nó lớn hơn mấy ạ? Đề bài cho lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10. Nếu bạn nào không thích viết kiểu này, bạn có thể viết là x lớn hơn bằng 6 và nhỏ hơn bạn bằng 9. Vẫn đúng nha các bạn, vẫn đúng. Đây gọi là tính chất đặc trưng. Khi các bạn nêu tính chất đặc trưng, làm sao khi các bạn liệt kê ra nó phải giống nhau hoàn toàn là ok. Được chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.